Kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ báo, đang sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến 10 phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc niệm tụng, đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước, mỗi mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được Niết Bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát, tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Thank you.
Now I'm
kinh tất cả Như Lai tâm bí mật, toàn thân xá lợi, bảo khiếp ấn thần chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim, như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ báo, đang sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến mười phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc miệng tụng, đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước, mỗi mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được Niết Bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát, tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Thank you.
Kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ báo, nam sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến mười phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc niệm tụng,
đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước. Mỗi mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được niết bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát. Tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú.
Kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ, báo, đan sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến mười phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc miệng tụng, đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước, mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được Niết Bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát, tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú.
Kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim, như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ báo, đang sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến mười phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc niệm tụng, đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước, mỗi mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được Niết Bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát, tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Thank you.
Thank you.
Kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim, như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ báo, nang sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến mười phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc niệm tụng, đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước, mỗi mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được Niết Bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát, tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích Kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Thank you.
Jalan, 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 no star.
kinh tất cả Như Lai tâm bí mật, toàn thân xá lợi, bảo khiếp ấn thần chú. Bấy giờ, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ: Nếu có những loài chim, như chim quạ, chim sẻ, kiêu, cú, tu hú, bồ câu, cú mèo hoặc loài thú, hổ, báo, đang sói, gấu beo, hoặc loài trùng giả can, mũi mòng, kiến, ruồi, chạm vào bảo tháp hoặc ở dưới bóng của bảo tháp, hoặc là chạy quanh bảo tháp, liền sẽ nhanh trừ các hoặc chướng, nảy sinh trí tuệ, đời sau chắc chắn sinh vào hội chúng gia đình Phật, lắng nghe diệu pháp. Hà huống là những người nhìn thấy bảo tháp hoặc nghe tiếng chuông tháp, hoặc biết tên bảo tháp, hoặc ngắm nhìn tranh vẽ bảo tháp, thì tất cả tội chướng sẽ nhanh tiêu trừ, mong cầu toại ý, đời này yên ổn, đời sau sẽ sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại có người phát tâm tùy thuận, cầm lấy chút bùn nhão, tu bổ bảo tháp bị rạn nứt, hoặc dọn đá cứng kê vào đế bảo tháp đang bị nghiêng. Do thiện hạnh này, hiện đời người ấy được thêm an ổn, tuổi thọ tăng thêm và các kiếp về sau giáng sinh nhân gian, sẽ là vua loài người, làm bậc chuyển luân thánh vương. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu như có ai trong bốn chúng đệ tử phát tâm cứu giúp sanh linh cõi Sa Bà, thì nên quỳ trước bảo tháp, dâng lên hương và hoa, chí tâm ước nguyện tụng niệm thần chú. Do vậy từng câu từng chữ âm điệu thần chú tỏa chiếu hào quang lớn, soi đến ba đường ác, khổ não dịu vơi, chúng sinh bớt khổ, mầm Phật liền sanh, tùy ý vãng sanh đến mười phương Phật quốc. Nếu lại có người lên trên đỉnh núi cao, chí thành tụng niệm thần chú, và trong lúc niệm tụng, đôi mắt nhìn về phía xa chân núi, hẻm núi thung lũng, đồng bằng sông nước, mỗi mỗi nơi ấy chứa nhóm tất cả những loài chim thú côn trùng, có lông và vảy, có sừng hoặc mai, tất thảy chúng sinh đều được tiêu giảm chướng hoặc, tăng trưởng trí tuệ, nảy mầm ba gốc Phật tánh, tương lai chúng sẽ đạt được Niết Bàn tịch diệt. Hoặc có sinh linh thoáng qua người niệm chú trên đường, hoặc làn gió thổi qua, hoặc đặt chân lên dấu chân của người kia, được thấy dung nhan hoặc trò chuyện chốc lát, tất cả chúng sinh được may mắn như thế, tội nặng tiêu trừ, tăng thêm được trí tuệ. Trích kinh Tất Cả Như Lai Tâm Bí Mật, Toàn Thân Xá Lợi, Bảo Khiếp Ấn Thần Chú. Thank you.
Sumputaya Chala 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 Nusa.